nằm trong cụm di tích đôi bờ Hiền Lương ở điểm giao nhau giữa đường quốc lộ 1A và sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Lịch sử đã ghi nhận cầu Hiền Lương và sông Bến Hải là hai nhân chứng quan trọng mang trên mình nỗi đau chia cắt đất nước thành hai miền Nam Bắc suốt 20 năm dòng dã. Lịch sử Việt Nam từng vắt ngang qua khúc sông nhỏ bé, chỉ cách nhau một mái chèo này, trước kia chỉ có một bến đò. Cây cầu Hiền Lương được xây dựng vào năm 1928 do quan phủ Vĩnh Linh huy động nhân dân trong vùng đóng góp công sức, chỉ đủ cho người bộ hành qua lại. Tháng 5 năm 1952, người Pháp cho làm một chiếc cầu mới gồm 7 nhịp, trụ bê tông cốt thép, dầm cầu bằng thép, mặt lát bằng gỗ thông. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, một hàng vạch trắng rộng đúng 10 cm được kẻ ngang cây cầu. Nó trở thành ranh giới chia đôi dòng sông Bến Hải, cũng là chia đôi hai miền Nam, Bắc, mỗi bên dài 89 m. Bờ Bắc gồm 450 tấm ván mặt cầu, còn bờ Nam là 444 tấm. Cây cầu sinh ra là để giao thương qua lại, thế nhưng Hiền Lương phải đặt trên mình gánh nặng lịch sử, không thể qua về. Là cái bản thân cái cầu lúc đầu là sơn màu sáng, lúc Nguyễn Thủy là màu sáng. Nhưng lúc Mỹ Diệm tiếp thu chính quyền từ quân đội Liên Hợp Pháp thì sơn cầu màu xanh, đã sơn một nửa là màu xanh, nó không chịu, nó sơn màu nâu. Bên này một màu, bên kia một màu, rồi cuối cùng như vậy á, để cho thống nhất. Thì ta sơn là một cái màu, có thể là màu xanh hòa bình, còn bên nữa thì vẫn cứ trơ trơ như vậy. Cho đến khi mà quân đội của nó phải rút khỏi khu giới tuyến, cảnh sát của nó phải bỏ chạy khỏi khu giới tuyến, thì cái cầu vẫn hai màu như vậy. Cho đến ngày thống nhất thì ta trở lại là một màu. Đấy. Cho nên từ cái màu cầu, rồi vấn đề cột cờ, tất cả những chuyện gì diễn ra ở giới tuyến đều được màu sắc đấu tranh chính trị. Khúc sông vỏn vẹn chưa đầy 100 mét. Soi bóng cây cầu bắc qua giới tuyến vốn chỉ dài 178 mét với tổng cộng 894 tấm ván mà ngày nay chỉ mất vài phút giả bộ là có thể đi qua. Vậy mà cả dân tộc đã dòng dã mấy ngàn đêm không ngủ mới nối được đôi bờ Nam Bắc. Vâng, đó là những hình ảnh của cây cầu Hiền Lương và còn rất nhiều điều, rất nhiều câu chuyện đã xảy ra xung quanh cây cầu lịch sử này mà chúng tôi không thể đủ thời gian để kể hết. Tuy nhiên, có một vài thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị, đó là vào tháng 9 năm 2003, khu di tích lịch sử cầu Hiền Lương đã chính thức được khởi công phục hồi tôn tạo và đến năm 2014, cầu đã được phục chế nguyên trạng hai màu sơn xanh và vàng giống như đã từng tồn tại trong lịch sử. Hiện nay thì di tích đôi bờ Hiền Lương đã trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ đối với hành trình đi đến với Quảng Trị. Du khách tìm đến nơi đây để hoài niệm về một thời đất nước bị chịu cảnh chia cắt, hiểu được sức mạnh của một dân tộc thiết tha yêu hòa bình, một ý chí và khát vọng giành độc lập tự do để có một Việt Nam tươi đẹp hơn như ngày hôm nay.